Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin về tư vấn, phối ghép và đặt hàng những mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu nhanh đến với toàn thể tất cả các bác và anh em một cái dòng sản phẩm mà em mới về được hàng, đó chính là một sợi dây cáp quang audio hay còn gọi là dây optical, dây quang học, dây toxlink của hãng Hitachi đến từ Nhật với rất là nhiều những cái điểm đẹp, đẹp về hình thức sản phẩm này, đẹp về chất lượng mà sợi dây này đem lại, và một cái đẹp cuối cùng đó là về mức giá của sản phẩm này, mức giá công khai 185.000 đồng một sợi dây quang học Hitachi có chiều dài là 1,5m các bác và em nhé. Ngay từ đầu video thì em cũng là công khai giá luôn đối với tất cả các bác và anh em, 185.000 đồng một sợi bao ship, mức giá rất là đẹp để các bác và anh em ai chúng ta cũng có thể cùng nhau xem, tham khảo, lựa chọn mua sắm phối ghép cho thiết bị dẫn âm thanh của mình được. Và ngay bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về cái sợi dây này. Đầu tiên là phải nói về cái độ mềm dẻo của dây, dây rất là mềm các bác nhá, dây cực kỳ mềm luôn. Đấy, các bác và em nhìn thấy là em đang bóp nắn như này, đàn hồi tốt này, dây rất là mềm dẻo các bác nhá. Trên dòng dây quang khác thì khi mà bóp như này cảm giác nó hơi bị cứng. Đấy, như cái dòng dây quang này khi trực tiếp các bác và anh em chúng ta cầm vào tay, chúng ta sờ nắn bóp sản phẩm, ta sẽ thấy ngay cái sự mềm mại của dây nó như thế nào. Và dây này thì được bọc một lớp vải dù bên ngoài các bác và em nhé, được bọc một lớp vải dù sọc xám và đen bên ngoài như này, rất là đẹp. Em sẽ quay cận cảnh đây để các bác và anh em xem này, rất là sang trọng luôn. Được bọc một lớp vải dù bên ngoài như này, rất là đẹp, màu sắc thì tươi sáng. Dây to các nhá, dây to này, dây rất là to đẹp. Đấy, và đầu là đúc nguyên khối nhá các bạn nhá, đầu đúc nguyên bản của hãng chứ không phải là dây DIY. Đấy, các bác và anh em có thể tham khảo. Sợi dây là có chiều dài là 1,5m. Đấy, dây quang của Hitachi ở đây, dây quang Hitachi Q108 các bác nhá, mã là Q108, số series của sản phẩm ở đây này. Cái vỏ bên ngoài này là kim loại các bạn nhá, vỏ kim loại chứ không phải là vỏ nhựa đâu. Đấy, các bác và anh em khi mà nghe tiếng hai cái đầu này đập vào nhau có thể thấy này, toàn bộ đều là đầu kim loại. Đấy, dây là dây đúc liền nguyên khối các bạn nhá, dây không phải là dây DIY. Em sẽ xoáy cái này ra các bác và em xem này. Đấy, nó là dây đúc liền nguyên khối chứ không phải là dây bên em DIY, dây Hitachi hàng của Nhật rất là chất lượng. Và trên những cái đầu dây quang này họ có những cái đầu chụp bảo vệ này, khi mà chúng ta sử dụng trước khi chúng ta cắm vào bất cứ một cái thiết bị nào chúng ta phải tháo cái đầu này ra. Đấy, tháo như em. Đấy, tháo cái đầu bảo vệ này ra, và đầu quang này thì được mạ vàng các bác và em nhé. Đấy, các bác và em xem cái đầu dây quang được mạ vàng, đầu dây quang hình ngôi nhà được mạ vàng hai cạnh này. Rất là đẹp như này, một cái sợi dây quang có chiều dài là 1,5m, dây to, đẹp, mềm chứ nó không bị cứng đâu. Rất là đẹp, đẹp về thẩm mỹ này, đẹp về chất lượng mà sợi dây quang đem lại. Một sợi dây quang rất là chất lượng của Hitachi, máy mới về được hàng, lần đầu tiên về được hàng các bạn nhé. Sợi dây quang Hitachi này là cũng là hàng mới cho ra mắt đấy. Một sợi dây quang Hitachi, mã là Q108, có chiều dài là 1,5m. Truyền tải tín hiệu âm thanh thì những cái dòng dây quang này truyền bắt quang rất là nhạy này. Khi mà các bác và anh em mua hàng chúng ta có thể kiểm tra đầu tiên là về cái mặt bề mặt của cái sợi truyền dẫn bên trong nó không bị xước. Đấy, các bác và anh em nhìn thấy là hiện tại đang ánh sáng thông thường nhá, ánh sáng thông thường này, đưa qua đưa lại như này nó cũng sáng này. Đây em sẽ lấy một tay bịt một cái đầu này vào để các bác và em xem. Đấy, bắt quang rất là nhạy các nhá. Đấy, sợi dây quang bắt quang rất là tốt, các bác và em nhìn kỹ vào đây có thể thấy này, nhấp nháy này. Tay em bịt vào này là màu đen nguyên này, nhả ra màu trắng này. Còn rất là chất lượng này, mức giá là 185.000 đồng một sợi, có chiều dài duy nhất có một chiều dài là 1,5m, bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì mới phải thanh toán. Giới thiệu nhanh đến với tất cả các bác và nghe một cái dòng dây quang chất lượng, đẹp về hình thức sản phẩm, đẹp về chất lượng, đẹp cả về mức giá luôn. Đấy, các bác và anh em chúng ta muốn đặt hàng trải nghiệm thử sản phẩm thì có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và để đặt hàng nhanh sản phẩm thì các bác và anh em chỉ việc nhắn tin trực tiếp cho em là anh muốn mua một sợi dây quang 185.000 hoặc là anh muốn mua một sợi dây quang Hitachi là được các bác và em nhé. Một sợi dây quang rất là đẹp như này, dây Hitachi 185.000 đồng một sợi, bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì mới phải thanh toán. Và em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.